trang các quân nhân đội đổ quảng trường. Người điện lửa chân cho biết vấn đề phản ánh các quân nhân mạng đau. Bệnh người đến chỗ Simon Pedro, ông này thương ngã. Lạy thầy, thầy điện lửa chân cho con tôi. Chú Giê-xu đã. Điều thầy làm bây giờ không chứng hiểu, nhưng sau sẽ hiểu. Pedro thưa lại, không đời nào thầy sẽ lửa chân cho con. Chú Giê-xu bảo, nếu thầy không lửa chân cho con sẽ không được. Thầy xin thầy hãy lửa không những chân con, mà cả tay và đầu con nữa. Chú Giê-xu nói, kẻ mới tắm rồi chỉ cần lửa chân vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu. Vì người biết ai sẽ lộ người nên mới nói, không phải tất cả các con đều sạch đâu. Sau khi đã được chân cho các ông, người mặc áo lại và đi về chỗ cũ. Người nói, các con có hiểu biết việc thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi thầy là Chúa thì phải lắm, và cũng thật thầy như vậy. Vậy nếu ta là Chúa là thầy mà còn lựa chân cho các con, thì các con cũng phải lựa chân cho nhau. Vì thầy đã làm nguyên cho các con, để các con cũng bắt chước mà làm những thầy đã làm cho các con. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Trong những gì Giê-xu đã làm, nhiều việc rất quan trọng, như là lập nên thánh thể, lập nên truyền chức thánh và lựa chân cho các môn đệ. Nhưng mà hôm nay cho bạn tin mừng, hình như là bạn đều cần đến vấn đề lựa chân. Chắc hẳn việc lựa chân của họ nó phải có một tầm quan trọng như thế nào, đặc biệt như thế nào. Khi được nhiều bạn chị em đề hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của việc lựa chân, trước hết chúng ta xem những người lựa chân là đó là các đồng đồ, các môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu. Trong số đó có Judas là kẻ phản bội bán thầy một cách rẻ mạt, chỉ có 30 đồng vàng bằng giá bán của tên môn đệ. Có Phêrô là môn đệ thân tín nhưng cuối cùng đã chụp lần, mà Chúa thầy đã phải một lần chụp đến ba. Có các tông đồ thân tín nhưng cuối cùng khi mà Chúa gặp nguy nan thì tất cả đã trốn chạy, bỏ mặc thầy cô đơn, bỏ mặc thầy tương đồng với sự buồn khổ. Tuy Giê-xu ngài hiện rất rõ có lòng của từng tông đồ, từng môn đệ, nhưng mà ngài vẫn giữ chân cho từng ông, không loại trừ một ông nào. Việc rửa chân nói lên cái sự quan tâm. Rửa chân là một cách chăm sóc, có quan tâm thì mới chăm sóc. Chẳng có ai rửa chân cho người xưng cả, mà rửa chân thì thường là rửa cho người thân. Rửa chân là một việc làm tỉ mỉ, phải rất quan tâm thì mới làm công việc này. Chúa Giê-xu đã quan tâm tới từng người, ngài quan tâm đến môn đệ yêu dấu, ngài quan tâm đến môn đệ hèn nhát, ngài quan tâm đến môn đệ chối thầy, và ngài quan tâm cả môn đệ sẽ phản bội thầy vì ham mê tiền mà phản thầy. Việc rửa chân còn nói lên sự tha thứ. Đức Giê-xu ngài biết các môn đệ cũng có tội lỗi này, cũng có lỗi khác, nhưng mà ngài đã rửa chân cho các ông là ngài đã tha thứ cho các ông hết rồi. Rửa chân các ông ngày nữa là rửa cả tâm hồn của các ông nữa, để các ông sạch mọi thói tham mê tiền bạc, coi rẻ tình nghĩa, để các ông sạch mọi thói ganh tị, ích kỷ, tranh nhau chỗ
hơi thở. Cũng vậy, việc rửa chân còn nói đến cái sự phục vụ. Rửa chân là công việc của những người xuất viện. Đức Giê-xu Ngài là Thầy, Ngài là Chúa và Ngài đã làm công việc của những người xuất viện này. Ngài muốn thực hành những quyền của Ngài. Con người đến không phải được phục vụ nhưng là để phục vụ người khác. Ngài phục vụ, Ngài không lựa chọn đối tượng. Ngài phục vụ tất cả kẻ thánh thiện cũng như là người tội lỗi, kẻ thân thiết cũng như là người xa lạ, kẻ trung tín cũng như là người phạm tội. Và cuối cùng chiếm hết về thực chất nói lên sự yêu thương ở trong đó. Quan tâm, tha thứ, phục vụ chính là yêu thương. Yêu thương cho đến cùng, đến cùng của bản thân Chúa không còn thể gì hơn nữa. Cho dù các tông đồ đã trổ bỏ Ngài, Ngài vẫn yêu thương ông ba thầy. Ngài vẫn yêu thương, cho dù các tông đồ bỏ rơi Ngài, Ngài vẫn yêu thương các tông đồ. Hôm nay nếu Chúa Giêsu hiện diện ở đây, chắc chắn Ngài sẽ đặt chân cho từng người chúng ta. Trước tình yêu vô biên của Ngài, chúng ta không còn hối hận ăn năn vì biết bao lần chúng ta vì đồng tiền mà trở thành dục đa, bán rẻ lương tâm công giá của mình. Biết bao lần chúng ta sợ sẽ bị mất danh dự, mất chức quyền, sợ mất lợi lộc vật chất mà chối bỏ Chúa trước mặt người đời. Biết bao lần vì sợ liên lụy mà chúng ta trốn chạy bỏ mặt Chúa, mặc giáo hội đâm nguy hoạn nạn. Biết bao lần chúng ta đã nhỏ ghen ghét mà chia rẽ bất hòa với anh chị em của chúng ta. Hôm nay rửa linh hồn chúng con cho sạch những tham lam dục vọng, rửa linh hồn chúng con cho sạch những chia rẽ bất hòa, rửa linh hồn con cho sạch để chúng con biết yêu mến Chúa và biết yêu mến anh chị em, rửa linh hồn chúng con cho sạch để chúng con biết phục vụ Chúa cũng như là phục vụ anh chị em mình của các câu so đo tình toàn. Khi được đưa và anh chị em giờ đây chúng ta tham dự nghi thức rửa chân, chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta để rồi chúng ta hiểu được tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta, để rồi chúng ta biết đối xử với nhau bằng tình yêu thương của Chúa đã yêu thương chúng ta. Chúng ta biết tin nhường phục vụ để rồi chúng ta đưa nhiều người tới bằng tình thành thể và cho chúng ta dùng tình yêu thương để mà chúng ta xây dựng nước của Chúa ngay ở trần gian này. Vì thế trong những ngày tuần thánh này, giáo hội luôn luôn mời gọi chúng ta hãy bước theo Kitô trên con đường khổ nạn.